sao rời cuối trời băng giá. Dép bước về đây vẫn vương bao tình sầu. Và kiều ai quán đêm thâu thường xa vắng nơi nào, chỉ thấy sương rơi lạnh lẽo. Các bước cô đơn giữa ngàn thương nhớ, biết có chờ ta hỡi dung nhan ngọc ngà. Lặng nghe bao tiếng la rơi, tự như nghe tiếng chân người. Hẹn ước không bao giờ phai. Dương Thúy Mai, Hoàng Hoa Lữ anh, năm hôm nay anh đi đâu? Có chút việc riêng, khi về ghé quán Chiêu Hồn mới nhận được thư em. Anh có linh cảm rằng cuộc gặp gỡ chúng ta hôm nay có người lạ biết được. Anh đừng quá lo về việc ấy. Em không thể là vợ của bàn Tri Huyền. Dù cho người chánh thức qua mấy đã qua đời, nhưng khổ nỗi tâm thân em nó thuộc quyền của mộ chủ quán Chiêu. Ngài thúc khi dục nhưng em dùng lời dối gạt. Bây giờ anh định liệu ra sao? Em đang chờ đợi nghe một lời. Anh là kẻ bất tài, khi nào phải di sơn đảo hải? Còn em muốn đưa đến phương nào, anh cũng sẵn sàng đi tới. Hai chúng ta sẽ đắp xây lâu đài mộng ước. Nè, vậy thì tức khắc cứ đêm nay mình thu xếp để đi ngay. Dương Thúy Mai, em muốn cùng anh đi để thoát nơi này, để trốn một cuộc hôn nhân cưỡng ép. Tình yêu của em làm anh xúc động, nhưng em đã biết rõ anh là ai chưa? Anh là người mà em đã yêu tha thiết. Em biết bao nhiêu đối về anh cũng đủ lắm rồi. Không không, em cần phải biết thêm, anh là một kẻ chẳng uy quyền, không bát tiền của cải, mà anh chỉ là một tấm lòng đau đang chịu nặng câm. Gia tộc nung sôi trong huyết quản, từ thở anh được 7 tuổi đầu, đến nay thì đã 17 năm trời đăng đẳng. Thời gian cứ lạnh lùng như dòng nước mãi trôi đi. Kẻ ác gian xưa vẫn chưa đền tội cũ, gươm người phục hận thép vẫn còn xanh. Mà nay anh lại là tên trộm ân tín của tổng đốc Hàng Châu, mà quan binh đang theo dõi truy tầm. Kẻ thù xưa kia đã làm gì? Nó là ai? Ở đâu bây giờ? Và tại sao anh lại không thể đi với em ngay đêm nay được gì? Bảo toàn chiếc hạnh, và đã giết cha anh trong một trận thư hồng. Đời
phải khốn khổ điêu linh, lòng anh thù hận chất chồng. Mưa bắt cóc em gái anh đem đi biệt tích, nó cướp mắt của anh là ngồi tất cả tình thương. Chu Vĩnh An ta tìm khắp trên trời gốc bể, không ngờ ngươi là tổng đốc Hàng Châu. Mi sẽ chết như cây quỳnh đàn, khổ thụ mi sẽ đôi trên núi Bạch Đầu. Hoàng Hoa Lữ, anh làm em kiếp đảm quá. Sinh mạng anh đã ghi thác cho mối thù gia tộc, tên họ của anh đã bị ghép sẵn vào tội tù. Đời anh không ánh sáng, không tương lai. Như vậy đó, em có bằng lòng theo anh nữa hay không? Em bằng lòng làm vợ của anh, để cam sống vất vả lầm than, nhưng được ở ngoài vòng cương tòa của quyền uy thế lực. Dầu phải suốt đời lẩn trốn, chịu đói chịu lạnh, chia nhau ngày qua ngày cái số phận hầm hiu của anh trong khắc khổ. Trong chiến ê đâu gái vô và cả trong đài án lao tù. Nhưng vẫn hơn là sống trong lũa là gấm dốc mà lòng luôn luôn trống trải. Vì tình yêu không lửa cứ ngồi, không cần sự nghiệp mà chỉ cần ở sự dung hòa nhịp điệu đôi tim. Tình tư biết chừng nào. Nhà ngươi là ai? Đây không phải là khách điếm, người ngủ trọ hàng tất phải khai danh tính làm chi. Vậy tốt hơn ngươi nên ra khỏi nơi này tức khắc, vì ta không muốn đối diện với một kẻ vô danh. Vô danh hay hữu danh không quan hệ. Mục đích của ta là muốn nghe trọn câu chuyện giữa ông với nàng Dương Thuy Mai, nên ta đã chịu co nằm trong bụng con kỳ lân bằng đá suốt một đêm mưa gió. Như vậy em đến đây chỉ cần nghe trọn. Thưa quý nương, tôi biết quý nương yêu Hoàng Trang Sĩ đây lắm, và Hoàng Trang Sĩ cũng yêu nàng. Nhưng tôi tôi thì tôi cũng yêu nàng. Bởi vậy nên suốt năm đêm ta vẫn hằng tới đây, dưới ánh trăng kia ta thờ thẳng mấy canh dài, mong gặp mặt thuyền viên cùng Trang Sĩ, để cùng nhau bàn chuyện chia hai trái tim của người đẹp Thúy Mai. Trong tâm hồn của một A Ca Nhi chắc cũng không đến nỗi hẹp hòi chi. Đường đau của ta cũng chẳng có hẹp hòi gì, nó có thể xả ngươi từ ngọn tóc tới móng chân. Mời ngươi đừng làm hỗn, xin phụ thân hãy rời khỏi nơi này để con đối phó với hắn. À, thế là hai người này là cha con đấy à? Tên là gì đó? Vì sĩ diện của phụ thân ta nên không tiện xưng danh. Muốn thử tài nhau cứ hẹn một nơi khác. Bàn tri huyện sắp đến đây rồi. Không phù quán, không từ đến họ, vô cơ là chém giết nhau, không phải là cách xử sự của người quân tử. Động vật sinh ra là để ghét ghen đồng loại, và hiếu sát là một biện chứng của luật sinh tồn. Ta với người tuy chẳng thù hằn, nhưng khi giao đấu đường hun vẫn ngọt. Hãy chọn đi, ngay bây giờ hay nơi nào cũng được. Được rồi, nếu người muốn chết hãy đến Hòa Long Kiều, cách đây chỉ có 8-9 dặm đường. Ta sẽ cùng so gươm để phân định hơn thua. Anh đi về phía mai, cuối canh tư anh trở lại. Ôi, đừng hẹn giờ trở lại, người sẽ đi luôn, không còn gặp nàng đâu. Khoan, Hoàng Hóa Lữ, dừng lại. Kìa, nàng là ai? Bàng Long Ngọc, kẻ thù của cô. Dạ thưa tiểu thơ. Đừng gọi ta là tiểu thơ, phụ thân ta sắp cưới nàng, do đó mà địa vị của một tiểu thơ bị hạ thấp hơn là một A Ca Nhi. Thưa tiểu thơ, tôi mới biết tiểu thơ lần này là lần thứ nhất, sao có dùng những lời chua nhát như thế để đối xử với nhau chứ? Nàng, nàng cũng biết tại sao. Đây, nghe ta hỏi, bằng cách nào nàng đã quyến rũ được Chu công tử khi người mới về đất Hàng Châu này? Tiểu thơ đã lầm rồi đó. Chu công tử nào đã đến đây? Lão,
ta biết chú công tử đã vào đây cô tiếp đãi hằng đêm. Giờ đây làm sao cô lừa ai? Tôi không sợ uy quyền hay bạo lực, nhưng lời cô nói nãy giờ thật chỉ là bất ngờ. Chú công tử ông là ai? Tôi không biết cũng không quen. Thôi cầm đi, hỡi cô ca nhi, từng nguy biển để tỏ mình trong sạch. Bởi giọng nói với tiếng cười cô quen biết từ lâu rồi. Tiểu thư ơi, vì sinh kế nên tôi mới làm thân ca nữ, nhưng tôi vẫn không quen cảnh vua sợ mưa tầm. Lòng tôi vẫn thủy chung ký ức khi hẹn đã vàng. Đối với thân phụ của cô là Bàn Trí Huyện thì tôi chỉ là một nam nhân. Mặc cho tôi chối từ cơ tuyệt, người vẫn mượn uy quyền để trói buộc đời tôi. Nhưng tôi vẫn yêu hoàng tráng sĩ và cố giữ sao cho chúng thủy vẹn tình. Cha ta đã lớn tuổi rồi, nàng không yêu là phải lắm. Nhưng chu công tử hãy còn trẻ đẹp, một ca nữ đa tình đa cảm như nàng thì rất có thể yêu cả họ hoàng và họ chu cùng một lúc. Không, tiểu thơ đã lầm rồi. Đối với tiểu thơ thì chu công tử có thể là một vị thiên thần, trái lại tôi chỉ xem công tử là một trong những phường giá áo túi cơm. Và tình của tôi không khiếm phục quyền quê, không ham mê vàng bạc. Hoàng tráng sĩ là một kẻ giang hồ phiêu lang, còn tôi là một ca nhi tử xót thương cho phần hoa tàn rơi rụng giữa bùn nhớ. Vì thế nên chúng tôi yêu nhau qua niềm thông cảm của hai kẻ cô đơn dài dáng phong trần. Quân tiện ti, đừng dở giọng sức láo với ta. Dân nhân, trói nó lại. Quần cô kiếp, giữa đêm khuya đi bắt cóc người cô thế, ta có tội tình gì chứ? Tội gì? Chẳng những người có tội với riêng ta, mà còn có tội với triều đình nữa kìa. Ta có tội gì với triều đình khi ta chỉ được mọi người nhìn ta chẳng khác một con gái ở lầu xanh? Đúng đó, một cô gái lầu xanh á tùng với một tên cướp ở miếu của ta. Chắc giờ này tên ấy cũng bị quan quân bao vây hạ sát rồi. Gia nhân, dẫn nó đi. À đây rồi, đã đến miếu của qua tướng quân rồi. Tên gia tới họ Hoàng đâu? Mau ra nạp mạng, mau. Nửa đêm ai đến phá giấc ngủ của ta vậy? Kìa, ông là ai? Ta là Tri Huyện Bàn Giống Nhiên. Còn tôi là Lưu Kim Xuân. Ngài đến đây có điều chi chỉ dạy? Nhà ngươi có quen biết chi với tên Mã Võ họ Hoàng mà cùng hắn lường náo nơi đây? Họ Hoàng là sư huynh của ta, tộc danh là Hoàng là Hoa Lữ. Hoàng Hoa Lữ? Có phải Hoàng Hoa Lữ đây là trướng nhi nam của Hoàng Hoa Kim Long? Phải, ở đất Sơn Đông ai cũng nghe danh tiếng họ Hoàng. Phải rồi, trước kia ta có nghe danh hắn và biết hắn có một đứa con trai theo học ở núi Mã Dương Cường. Nhưng đến nay thì Hoàng Hoa Lữ đã hạ sơn, đem theo mình một bản lĩnh tuyệt để làm vốn mà trang trải một mối căm hờn. Máu đã khơi nguồn thì sẽ chảy đến trăm năm. Bây giờ nếu như ngài muốn được toàn tánh mạng, hãy kéo hết quân sĩ về đi. Đừng lao, hãy xem đường chết của ta. Kìa Lưu Hiền Đệ, sao lại vô lễ với quý khách như vậy? Dạ, kính chào quan Tri Huyện. Hoàng Hoa Lữ đi phải không? Dân chính tôi, có phải ngài đến bắt tôi về tội trộm ấn tín của quan tổng đốc Hàng Châu? Phải. Ngài là ai? Ta là Bàn Giống Nhiên, bạn thiết của Chu Vĩnh An. 17 năm trước, chính ta đã chứng kiến cảnh mẹ người cắn lưỡi trên tay của Vĩnh An
sau khi cha của ngươi đã ngã gục dưới đường Vương Tuyệt Kỷ của hắn. À, chính ngài đã tham dự chuyện giết người hồi 17 năm trước à? Ta chỉ chứng kiến chứ không hề nhúng tay vào. Này, ta khuyên ngươi nên dẹp có chuyện quan thù, vì hai đứa con của quan thống đốc đương thời mới vừa hạ sang rất cao cường võ nghệ. Có phải Vĩnh Tiên chứ Liên Phường hay chăng? Phải. Nhà ngươi nên giữ gìn sanh mạng, vì ta sợ ngươi quá nóng lòng báo hận, chứ thật sự chưa phải là đối thủ của họ đâu. Được rồi, bây giờ anh phiền Lưu Hiền Đế đến Hòa Long Kiều chỗ của thầy má tên Bạc Phận. Hiền Đế cắt thủ cấp của nó, đem treo trên cột cờ quan tổng đốc Hàng Châu. Trời, kẻ bị giết ấy tên là gì? Tôi hỏi mấy lần mà hắn chẳng chịu xin tên. Giờ thì quan tri huyện hay trở về, vì võ nghệ kẻ này ngài chạm đến sẽ thiệt thân. Hỗn lão, hãy xem đây. Quân sĩ, dạ, tới lại. Cô nương tỉnh dậy. Kìa, ngươi là ai? Tôi là người vừa giải thoát cho cô nương khỏi bàn tay của tên đầu đà dâm loạn. Xin ân nhân mới nhận một lại này gọi là đền ơn cứu mạng. Chưa qua nặng lòng, nàng quê quán ở đâu? Tôi sẽ đưa nàng về để gia đình đoàn tụ. Đa tạ lòng tốt của ân nhân, tôi có thể tự ra về, không dám làm phiền ngài hơn nữa. Giả lại, trong đêm khuya khoắt, tôi về với sự có mặt của ân nhân, sợ thiên hạ sẽ hiểu lầm mà nghĩ đến những phút giây kề má tựa. Nếu nàng đã phục sức thì xin cứ tự tiện ra về, còn chuyện sợ thiên hạ hiểu lầm thì việc gì lại phải sợ. Thật ra ở trong lúc nàng hôn mê bất tỉnh, tôi đã để cho tựa đầu vào vai tôi, và tôi đã lắng nghe từng hơi thở của nàng. Quá mong manh mà lòng mà tôi hồi hộp bâng quâng. Lúc ấy thiên hạ ở đâu, sao không đến sẻ chia nỗi lo âu với tôi. Lời người thốt ra khiến lòng này cảm kích xiết bao vệ dân tâm hải phong tường. Mai sau báo đáp nghĩa hôn dài, ngày gặp gỡ nơi rừng núi thâm mù. Lô kiếm xuân tôi quê quán Sơn Đông, sông kiếp phiêu bồng đầy chiếc cầm tình tặng khách anh hùng. Và đời ngày tao vùng, nàng ơi tôi chỉ là kẻ đêm đêm xoa bàn tay cho ấm, rồi ấp lên đôi má đùm phong sương cho đỡ lành buổi canh tàn. Đời phiêu bạc nhã nước Trường Giang cháy biệt xa ngàn, rồi đây đường tiên lý quang sang cách trở kỳ vật này thâm thiết chuyện bèo mây. Đêm nằm trở giấc cuối tay giật mình thâm chiếc tâm này còn không. Trời làm mưa ở Sơn Đông, biết giang nam con lạnh lòng Hàng Châu. Trăm vàng một chiếc gửi cho nhau, còn hỏi thêm chi thiếu gửi sầu. Ai có thương ai là phận gái, đường xa thiên lý có ngại gì đâu. Chàng ơi thiếp vốn con nhà có học, nhưng đã cư xử như phường tên bọc trong dấu liễu ngó qua tường. Sinh mạng của thuyền viên còn sống được là nhờ khách anh hùng trao tặng.
sẵn chành căm là vì cảm đổi ân sâu, sợ quân tử sinh lòng khinh rẻ. Nếu đã xem như nước chảy qua cầu thì mặc cho liễu trước sông thu vàng thương nhớ. Đợi chi đến nặng lời sơn minh hải tề, khi vai của ai đã từng để cho ai đó tựa đầu. Cành vàng lá ngọc chỉ để nâng niu quy trọng, thì ai lại dám có ý rẻ khinh. Sao khách anh hùng không chịu nhận cành trăm, kỷ niệm buổi sơ giao nhưng nặng nề ơn cứu từ. Không dám nhận cành trăm vì tự thấy mình không xứng đáng. Thân nghèo có cuộc đời phiêu lãng dầu dọc ngang, nhưng không rõ hương đi về, không hẹn ngày dừng bước. Còn ai kia thân ngà ngọc chốn phòng phê, lẽ đâu lại tựa sông thương chờ đợi lúc chim đơn mỏi cánh vàng hồn. Chi làm trái tan bồng còn nắng nở, không dối gì chuyện hương lửa ba sinh. Nhưng nay lời gắn qua làm yên giả, kẻ đăng tình mỉm nụ cười tình trong gió bụi đường xa. Đồ thất giáo, ta tưởng mỹ đã chết một xưa ngôi cổ miếu này rồi. Thưa cha. Không. Còn gã kia, ngươi là ai? Tôi là tôi. Đừng dẫn mặt với quan tổng đốc. Ngài là quan tổng đốc. Thưa cha, người này là vườn mèo mã gà đông. Thật dối cho ta không biết chừng nào. Thằng Vĩnh Tuyên đi đâu biệt tích tầm đầu hôm, ta đến huyện được mới hay bàn tri huyện đơn thân độc mã đối đầu cùng tên lạ mặt. Chú Vĩnh Tuyên đâu? Bàn tri huyện đâu? Tên mã võ họ Hoàng đâu? Thưa cha, con không rõ trưởng huynh con ở đâu nữa. Còn tên mã võ họ Hoàng thì đã bị bàn tri huyện bắt được rồi. Trời! Còn không công đạo nhân đâu? Thưa ngài, hắn nằm kia. Trời! Ai? Ai đã giết đạo nhân? Mi à? Dân! Tôi đã giết hắn vì hắn đã dở thói vô lường với một cô gái đoan trang. Trong miếu phục ba dân vẻ quan tàn vô cùng dâm mát, không kể tình sự sinh giam vô lễ với tiểu thờ. Có thật như lời hay gã này bịa đặt liên phượng chuyện như thế nào? Thưa cha, đúng như thế, vì quá bất bình nên con phải dùng vũ lực với hắn ta. Hắn siết cố con mai nhờ ân nhân cứu kịp, không thì con còn đâu để nghe những lời quở trách của cha. Này gã kia, ngươi tên họ là chi? Lý lịch của tôi đã khai rõ với tiểu thờ. Ngày mai đến dinh đường trình diện, ta sẽ thưởng ban trọng hậu. Đa tạ thượng quan, tiểu thờ đây vừa có chuyện ban thưởng nhiều cho tại hạ. Hả? Vậy là sao? Hả? Thưa tiểu thơ, tiểu thơ là dòng dõi trăm anh giấu tôi khi sơ ngộ. Tôi cũng chẳng giấu chi nè, tôi với tên mãi võ họ Hoàng là bạn đồng môn chí thiết. À, thế là chúng mày cũng là phường trọng cướp. Này, xin chào. Ân nhân. Gió đông cành dương liều, trăng tô quốc vàng rồi, sương mờ từng giọt rơi rơi, lầu tây tiếng trong liên ngồi trở canh. Lòng ngọc Chu Vĩnh Tuyên chàng, trời, thiếp đang tỉnh hay mê? Sự gặp gỡ này hư hay thật? Chàng, chàng hãy ngồi xuống đây với thiếp. Không, bình sinh ta không vào chốn khuê trung, dù đó là phòng của lĩnh muội. Này, bất đắc dĩ giữa đêm khuya ta phải đến đây, thật là trái lệ. Sao Chu Lan nói vậy? Dù chưa có lễ đóng phòng, chưa có rượu giao bôi, nhưng một
một lời của phụ thân chúng ta đã hứa, thiếp cũng tự coi mình như kẻ có phận sự phải sửa túi nâng khăn cho chàng rồi. Đa tạ lòng huệ cô. Lòng Ngọc ơi, hãy đưa bàn tay của nàng cho ta nắm lấy, để gọi là tả lòng nhau lần gặp gỡ sau cùng. Chú Lan, sao chàng lại cho rằng đây là lần gặp gỡ sau cùng? Lòng Ngọc ơi, ta đâu phải là kẻ hung thu sống còn trên dương thế, mà chỉ là một bóng ma trong gió lạnh bay về. Ta còn đâu mà nàng đợi nàng chờ, không gian của ta giờ đây chỉ là hư ảnh phảng phất tìm về hồi ngộ giữa đêm mơ. Đánh thức nàng chi trần cập giữa canh khuya, để trao đổi vài câu tâm sự, rồi ta sẽ ra đi khi trời rừng sáng, về cõi ta ma vắng lành quang tàn. Trời ơi, thì ra chú Lan đã chết. Kẻ nào hạ sát chú Lan, hãy nói đi cho em báo thù tay hình. Lòng Ngọc ơi, ta đã nát tay dưới đường gốm của hoàng quá lỡ, nơi ngoả Long Kiều đành thất thế xa cơ. Giờ nàng có tưởng đến ta hải lô, quân dội mảnh khăn xô đốt nén cầm hương để nhớ người quá cô. Chuyện hàng quyên không thể kéo dài thêm nữa, khi trời đã rạng ánh bình minh, lát nữa đây phòng the tẻ lạnh vì âm dương đã cách đi trở đôi đường. Thôi nàng ở lại ta đi, vì trong thành Tây đã liên hồi dục vàng. Chú Lan trời ơi, giấc mơ kinh khiếp quá, ta vẫn mơ thầm tính mạng của chú Lan. Tiểu thơ kìa, Trịnh Giao Đầu, ngài đi đâu giữa đêm khuya khoắt thế này? Thưa tiểu thơ, đêm nay tôi có bổn phận kiểm soát việc canh tuần. Khi đi ngang cổng qua biên, chợt nghe tiếng tiểu thơ gọi ai thảng thốt, nên tôi mới vội ghé tạt vào đây. Tôi biết những lời ngài vừa nói ra khác hẳn với tiếng nói của Thâm Tâm. Sao ngài không nói thẳng là muốn vào thăm tôi trong phút chốc? Tiểu thơ ơi, trước mặt tôi tiểu thơ là ngọn Thái Sơn, còn địa vị thấp hèn này ví như hòn sỏi nho. Ôi, có ai biết trong tâm tư những hòn sỏi đó chất chứa những gì, khi chúng cũng là xương thịt của núi cao. Trịnh Giao Đầu, ngài có thể nán lại để uống một chung trà rồi về ngơi nghỉ. Thà rằng trong lúc ngủ say mà người ta mộng mỹ, chứ tội gì khi tỉnh tuồng lại phải chim bay. Tiểu thơ, lời nói của tiểu thơ khô khan như tiếng cửa đề lao, lúc khép lại để tiện đưa người tử tôi. Tiểu thơ ơi, suốt đời tôi chỉ là một tên lính ngự lâm, đi phò tá một nữ hoàng luôn luôn vắng mặt. Giờ đây qua ngự quyển đã rụng rời tan tác, còn trái tim tôi thì lạnh ngắt một ngày. Nói một lần yêu đã đón nhận phủ phàng, suốt 10 năm tôi hầu hạ đại nhân, trôi nổi từ giang bắc đến giang nam.
đã chứng kiến đó, hãy đường vừa chớm nụ cành xuân. Cho đến nay thì ngọn băng phong đã báo tin thơm cùng muôn bông, đang đợi chờ nhau trong vườn mộng quy hoa. Tôi không ngờ Trịnh Giao Đầu là một người phong nha, vậy tại sao không theo đòi nghiêng bút mà đeo đăng ký cây nghiệp giao gương? Tiểu thơ là ngọc điệp kim chi, còn tôi ví như loài hoa hẹn có dài. Khi bước vào đây tôi muốn cắt cửa này rộng mở, những ngọn đèn kia được thắp sáng lên, là để tiểu thơ yên tâm khi cùng một gã đàn ông đàm thoái thà như vậy mà tôi đỡ tôi. Khi biết chắc rằng tiểu thơ không còn e ngại, tên Giao Đầu sẽ cật liệu đùa qua, vẫn biết hình ảnh chú Vĩnh Tuyên sáng ngời như mặt nhật mà nàng là hoa hướng dương đang đối diện ân tình. Nên tôi đã bằng lòng cho số phận là làm con bướm lạ lang thang. Vườn trong hoa nọ có tàn, ngoài kia bướm rủ phấn vàng ở dầu thương. Thôi, số kiếp của tôi vong định mạng đã an bài, hãy để chuyện tình cảm lui về quá khứ. Giờ đấy phiền ông xuống nhà giam đưa con ca nhi ấy lên đây cho tôi. Dạ, tiểu thơ cho mời tôi. Cho gọi thì đúng hơn. Thế mới biết Trịnh Giao Đầu là người tao nhã. Nàng nói gì? Nàng vừa khen Trịnh Giao Đầu đấy à? Có phải tất cả những người đàn ông đều được nàng khen như vậy chăng? Ở đây không phải là trà đình tử quán, nàng đừng dở giọng lưỡi chiêu đãi ra để quyến rũ khách hàng. Thưa tiểu thơ, cuộc đời này ví như một tử quán lớn lao, mà chẳng riêng gì người chiêu đại. Chỉ đến thực khách, khi bước vào đó phải biết cách ăn nói làm sao chứ khỏi mất lòng người bên cạnh. Con người có thừa những lời lẽ ngọt ngào để tranh miếng ăn miếng uống, đợi chi phải dùng những tiếng thô lỗ cọc cằn. Thôi đi, bán phấn buồn hương, đừng nên uống éo để dạy đời. Bọn chúng bay chỉ đường bên ngoài, cốt che giấu lòng giáo gươm ác độc. Ta cho ngươi hai điều kiện phải chọn ngay, một là tức khắc rời Hàng Châu đi biệt vàng, hai là mảnh lũa điều và chiếc quan tài thật đẹp. Đi khỏi Hàng Châu thì đó là sở nguyện của tôi, chứ không phải là tôi thi hành theo lệnh. Nhưng nói lệnh của ta bắt buộc hả? Nếu là lệnh thì tôi chẳng tuân theo lệnh ấy. Tức là ngươi nhận điều kiện thứ hai phải không? Long Ngọc, bọn chớ nên nặng lời với một người chẳng phải là tội nhân. Dương Thúy Mai, giờ ta hỏi thật, nàng nàng có sẵn sàng hy sinh để cứu mạng người yêu? Thưa ngài, ngài nói sao? Ta muốn nói người yêu của nàng là tên Mã Võ, kẻ trộm ấn tín của quan tổng đốc Hàng Châu, hiện đã bị ta sanh cầm. Trời, quan Trân Sĩ đã bị bắt tại miếu Phục Ba hồi đầu hôm nay. Thưa cha, mới rồi khi con mệt mỏi ngồi gục cạnh sông, thưa con mơ màng thấy gặp Vĩnh Tuyền, xin mi đâm mi máu và chàng đã dặn con thưa lại với cha, hãy giúp chàng để phục hận giết tên Mãi Võ họ Hoàng. Dù hư thật chưa rõ ràng, nhưng khi nghe cha bắt được gã kia, lòng con vẫn sợ lo. Giấc mộng kia là sự thật đau buồn, còn hai luôn về chốn tự thầm. Mọi việc gì để tùy cha con liệu, chớ vì giấc mộng
không mà lo. Mày đâu? Dạ. Dẫn tên trộm ống tính ra đây. Hoàng Lan, nếu chàng của mình thế nào? Số phận của anh đã rõ rồi. Không, Hoàng Quá Lữ, anh không thể chết được. Phải, Hoàng Quá Lữ là tộc danh của anh. Nhưng thôi em đừng gọi thêm gì nữa. Mối thù gia tộc anh chưa rửa, mộng ba sinh hương lửa cũng chưa tròn. Gọi làm gì một cái tên vô nghĩa với trời đất nước non. Để lúc chết anh thẹn thùa không nhắm mắt. Không, Hoàng Quá Lữ sẽ không bao giờ chết. Nếu thi mai chỉ nói một đôi câu, ngài muốn nàng nói câu gì? Nàng hãy nói, nàng sẽ không bao giờ nhắc đến tên Hoàng Quá Lữ, dù trong thâm tâm hay trong giấc mộng nửa đêm. Hoàng Lan ơi, thà rằng em kể như là ngọc đắm với châu chìm, nước mắt biệt ly sẽ làm đầy thêm sông lệ. Đại nhân ơi, tôi chẳng tiếc chi cuộc đời ca nữ, xin ngài hãy vì tôi mà tha cho Hoàng Quá Lữ khỏi cảnh gông. Hoàng Lan ơi, em biết chàng đã nắng một lời nguyện, đối với mối cũ thù gia tộc mà chàng đã ôm ấp từ thuở ấu thơ, nay thù kia chưa trả, chàng như một người còn phải đi xa, mà em chỉ là kẻ tiễn đưa thôi. Đã qua mấy đại trường đình, xin khách lữ hành chưa quá nặng tình, khi nghe bài ca chiếc cây liêu. Quan tri huyện, ngài bày ra cảnh đổi chát đó phải không? Ta thành thật mà nói, ta không bao giờ muốn giết người cả. Nhưng không lẽ ta tha ngươi mà ta chẳng có một lời lộc nào? Hoàng Lan, chàng ơi, không ai chê chàng là người tham sanh quý tử. Khi phải bỏ mối tình của nàng ca nữ để trọn câu yếu thảo như bực sinh thành, định mạng éo le làm mà sao giữ được chung tình. Em đã thoát khỏi cuộc đời cá nhí chiếu hồn quán, chàng cũng chẳng có bẩn biểu gì mà mãi gió ở chợ Hàng Châu. Chỉ thương cho từ nay sông dài sinh phách chìm sâu, buồn ra khơi bỗng lo sầu tịch liêu. Tiếng ca theo ngựa qua đèo, ngừng cương mép núi sương chiều lạnh băng. Thúy Mai, hơn một lần em đã giúp đỡ anh thoát cơn bối rối, nhưng thà anh làm một cái thây ma xương tan thịt rửa, chứ không thể nhờ em để băm diêu kiếp phù sinh. Được rồi, nhưng ngươi sẽ không chết trong cảnh thịt nát xương tan, vì những người đã từng chạm mặt so gươm cũng cần tặng cho nhau cái chết của một trang dũng sĩ. Gươm đây, hãy cầm lấy nghe ta hỏi câu cuối cùng. Nhà ngươi có bằng lòng ra đi để ta cử hành hôn lễ một cách êm thấm chứ? Không khi nào. Vậy hãy đỡ. Không, phụ thân ơi, Dương Thi Mai chỉ là người của phách sơn rộn ràng nơi kỳ viên, còn phụ thân là một vị trí quyền được nhân gian quý mến tôn. Chấp nổi lương duyên thì đất Hàng Châu thiếu chi gái đẹp khuynh thành. Nhan sắc của Thúy Mai dẫu chim sa cá lặng, thì nhan sắc kia chỉ làm cho gốc liễu vườn mai nơi kỷ viện trở thành nơi vua ngựa đa đoan. Còn những bậc công tử Dương Tôn phải hao tốn bao nhiêu là kim bào tướng mã để dành nhau cho
Long Ngọc, nếu con biết rằng cả một thời trai trẻ ta chỉ dành nó để nuôi con, thì chắc chắn việc làm của ta hôm nay sẽ không bị cản ngăn. Nhưng tiếc rằng con là kẻ hậu sinh, mà ta thì không bao giờ nói được cái tâm tình của một người cha vô phúc. Thưa phụ thân, nếu phụ thân nghe những lời con sắp nói, thì chắc phụ thân không bao giờ ngờ tới số là chỉ mới vài hôm xuống núi mà chú thiếu gia đã nghe tiếng gác kỳ lân. Và theo lời bọn gia nhân thì người đã tới lui chúng ấy trọn mấy đêm liền. Chú Vĩnh Tiên đã đến đó lên rồi à? Thì mai có hay không? Lá gì phường lá vúa cành chim mà cha còn hỏi, ai đưa tống ngọc ai tìm càng canh. Đừng nói quan cho Thúy Mai, đầu hôm này có một lão già bịt mắt đến núp trong bụng Kỳ Lân để trong giường nhà Thúy Mai. Hắn đã so kiếm với ta, sau khi hắn nói với ta rằng hắn yêu Thúy Mai lắm lắm. Sao yêu lắm lắm hả? Phải. Khi ta đang thắng thế thì có một gã trai trẻ nhảy ra can thiệp và gọi lão kia là thân phụ. Rồi, thôi đúng rồi, vậy là tan qua hết rồi. Trời ơi là trời. Dạ bẩm đại nhân, có quan tổng đốc đến. Mời vào. Kính chào ngài tổng đốc. Bàn Dẫn Nhiên, hãy để tên mãi vợ họ Hoàng đó cho ta trị tội. Gã kia này, có phải mi đã hạ sát con ta rồi lấy thủ cấp của nó treo lúng lắng trên cột cờ? Ngài là ai? Tại sao ngài lại biết tôi hạ sát? Vì hồi đầu hôm nay ta và ngươi đã gặp nhau tại... Tại đâu? Tại miếu Phục Ba chứ đâu. Ngồi láo, chính mi đã chui ra từ trong bụng con Kỳ Lân bằng đá. Phải rồi, chính giọng nói này tôi đã nghe được hồi đầu hôm ở Kỳ Lân Cát. Chú đại ca, chú đại ca đến đó làm gì vậy đại ca? Ta có quyền đi đến bất cứ nơi nào tại Hàng Châu này. Nhưng chắc chắn là chị ca không có quyền trong lúc tối trời lẻn vào tư phòng của vợ bạn để tỉ tề. Này, ta không muốn nghe người nói nhiều lời, hãy giao gấp tên họ Hoàng mãi gió. Ta mang nó về mổ lấy lá gan để mà tế sống con ta, cho hồn con trẻ được an như nơi suối vàng. Bậy đâu? Dạ. Dẫn tên mãi gió vào ngục thất. Dạ. Bao Dẫn Nhiên, người đã kêu chiến với ta rồi đó. Tùy nhĩ ca hiểu. Thưa đại nhân, việc gì lâu sau ngoài đó? Thưa đại nhân, tên tội họ Hoàng đã được một bóng đen cứu thoát. À, Bàn Dẫn Nhiên, trước mặt ta nhà ngươi dám dùng đến những cái mưu để giải thoát trộm cướp kia, thật là bọn đầu trâu mặt ngựa. Cha vợ sao chẳng đau lòng khi con rể bị người ta sát hại. Chú nhị ca, chúng ta đừng nên bận dạ vì chuyện đàn bà mà hụt hẳn lẫn nhau. Chắc nhị ca còn nhớ câu chuyện tranh tình ở đất Sơn Đông tại Hoàng Hoa Trang hội 17 năm xưa. Chuyện sau này có chi là can hệ. Tần thị không chịu thất tiết với nhị ca nên đã căng lưỡi quyền sinh. Và người chồng là Hoàng Hoa Kim Long cũng bị nhị ca giết chết sau đó vài hôm. Ta giết Kim Long trong trận thư cùng minh bạch, chứ nào phải đâu ta ý thế hiếp người. Nhị ca bắt con hầu ẩm con gái của Kim Long lúc đó đang trốn trong phòng mà run sợ. Nhưng trên nửa đường trở lại điện kinh, con hầu và đứa nhỏ mất tích rồi. Ngươi kể lễ chi cho dài dòng lắm chuyện, cho nhị ca thấy lục nhân quá nhán tiền. Vì con hầu kia về sau này chính là vợ của tiểu đệ chẳng ai xa. À, nói vậy cũng chính người giải thoát cho con hầu kia sao? Phải, để cứu những kẻ không tội tình tránh khỏi cặp mắt của người theo sách.
nhưng chẳng may tiện nội quy tiên tới hạt không để lại cho tôi một mụn con nào. Vì chớ bàn Long Ngọc đây là hoàng hoa cẩm tú, con gái của Kim Long. Trời phụ thân, thì ra bông đây chỉ là dưỡng nữ yêu quý của ta, còn tên mã võ họ Hoàng là Hoàng Hoa Lữ, anh ruột của con đó. Trời. Bây giờ con hãy đưa Thúy Mai vào trong và có bổn phận bảo vệ cho nàng, để cha hầu dài đường gươm với quan tổng đốc. Dừng ta lại, nãy giờ tôi đã nghe rõ cả rồi. Quan tri huyện hãy nghỉ tay, có Hoàng Hoa Lữ đến đây tận diệt họ Chu để rửa thù cha mẹ. Đừng hỗn láo, gọi ta lấy đầu ngươi. Hoàng huynh yên tâm, có Lưu Kim Xung trợ chứ. Lưu Xung huynh đã dừng ta lại, đó là phụ thân của thiếp. Hoàng huynh cho dùng độc thủ, vì đó là gì? Là lẽ sống của đệ. Thôi, các người có yêu nhau thì cứ dẫn ra ngoài mà tình tư, để cho ta tự nhiên đòi nợ hắn đã dây. Nếu ngày xưa cha tôi đã có dây của Lệnh huynh món nợ, thì bây giờ Lệnh huynh đã trả được thù sâu. Phải rồi Hiền huynh, kẻ bị giết ở Hoa Long Kiều là công tử Chu Vĩnh Tuyền. Nay Hiền huynh định giết thêm một người cũng không có lợi lộc gì hơn. Nhưng nợ đã dây thì phải trả lời gấp bội, đó là định luật xưa nay, mời tổng đốc so gươm. Chết ta rồi. Trời, Hoàng Hoa Lữ đã giết cha ta, hãy xem lưỡi gươm phục hận. Khá lắm, khá lắm. Anh Hoàng Hoa Lữ, nếu anh giết người con gái này thì anh thật không phải là con người. Sao lại nặng lời lắm vậy? Vừa đấm tới cục cưng lại mắng mỏ đến anh em rồi. Thôi, hãy lo phụ cho người yêu, đưa Hoàng tổng đốc về nhà thang thuốc. Thế ân quan đã trả, Hoàng tráng sĩ người vẫn bao giờ lên được? Ngay bây giờ tôi sẽ cho Lộng Ngọc theo tráng sĩ về viếng thăm mộ mã tổ tiên, và bảo Thúy Mai dọn một mâm rượu để tỏ chút tình lưu khứ. Bàn đại nhân, kẻ hậu sinh này cam thất lễ, vì không ngờ người là bậc đảng nhân của dòng họ Hoàng Hoa. Một lễ này xin nhận ngài cũng như cha đối với công 17 năm nuôi dưỡng Hoàng Hoa cẩm tú. Gặp việc nghĩa phải làm, không có chi là ân huệ. Mời trang sĩ hãy đứng dậy. Hoàng trưởng huynh. Cẩm tú. Vâng, em không phải là bạn Long Ngọc mà là Hoàng Hoa cẩm tú. Trong khi em vui sống cuộc đời tiểu thơ ở đất Hàng Châu nhan sắc, thì anh lo mài kim căm hờn trên đỉnh Mã Dương Cương. Trong khi anh quyết lòng phục hận cho song thân, thì em sắp về làm dâu cho quan tổng đốc. Còn riêng với phụ thân thì lời lẽ của phụ thân dĩ như cơn gió lốc thổi tan đi một chữ anh dĩ vãng còn trơ hài cốt điêu tàn. 17 năm con không ngờ con mở mắt chào đời tại Hoàng Hoa Trang. Giờ biết mặt trưởng huynh, lòng em trăm mối ngổn ngang. Một bên là thù nặng như Thái Sơn, còn một bên là tình sâu như bể rộng sông dài. Hoàng gia tương báo đó là lúc trời, nhưng ta khá khen Hoàng Hoa Lữ đã biết dừng tay để tỏ ra người đại lượng. Thần con, cha muốn đem con ra khỏi dòng thù oán, tội người xưa được gán lại cho người sau. Hoàng Hoa cẩm tú, em lớn lên nhờ công nuôi dưỡng của đại nhân, phận làm con phải biết câu sinh dưỡng đạo đồng. Người đã hứa gả em thì em phải lo tang chế cho chồng. Còn anh, đối với Hàng Châu này là xứ lạ quê người,
thì anh còn chi phải vướng bận. Đêm nay anh trở về quê quán để lo coi hương cho những đứng sanh thành. Kìa Dương Tuy Mai đã đến đây với tiệc rượu tả từ vĩnh biệt, mà giọt lệ còn đầm đìa trên khóe mắt nàng. Khóc cho nàng hay khóc cho ta? Hoàng Hoa Lư, tôi xin mạn phép dâng chén rượu này cho hoàng tráng sĩ. Đại tinh sương trên đường thiên lý, chàng có dừng chân anh lại bên sông này, ai sẽ dừng cương nơi bến dân cho ngựa hồng uống nước sông thu. Vua Tây lạnh cách như dao sống tạc đầu, gần trăng phơi cuối bài. Vì trong phúc tiền đưa sinh hoàng lãng hay càng chiến quang hà. Dương Thúy Mai, tôi xin cạn chén để nhẫn chút lòng đưa tiền. Ngày mai khi khói sóng trên sông này tan biến, thì tiếng ngựa phi cũng không còn quyện gió giang đồng. Qua lá đưa chân cũng phải vướng nặng vướng sầu. Đường qua khe núi gặp gần chân tuấn mã, đầy ấp lá thu rơi ngập ngừng khi nghe tiếng hát nghêu ngao của tiểu đồng trong am vắng. Lòng ngẩn ngơ trong dời chiêu hồn quá, mà tưởng chừng như khúc hát kia là điệu tấm quân hành. Thôi xin vĩnh biệt Dương Thúy Mai, kìa Hoàng Hoa Cẩm Tú. Thưa ân huynh, phụ thân em đã cho phép em theo anh đến đường trở lại Sơn Đông. Anh em ta là cốt nhục tình thâm, lẽ nào anh để cho em phải ngỡ ngàng đưa tiễn người anh cô độc lủi thủi về quê với cõi lòng say rứt. Gió ngựa chập trùng trên mấy nẻo quan sang, em sẽ theo anh về Sơn Đông lại mộ mã tổ tiên, để tang cho cha mẹ rồi trở lại đây để thọ tang chồng. Dòng tay thi lễ biệt người xưa, một chén quan hà mấy tiền đưa. Tay áo che ngang tầm nước mắt, khói mờ ánh lạnh sông thu. Thấp thoáng sao rời cuối trời bằng giá, rét mướt về đây vẫn vương bao tình sầu. Và kêu ai oán đêm thâu, thường xa vắng nơi nào, chỉ thấy sương rồi lạnh lẽo. Cất bước cô đơn giữa ngàn thương nhớ, biết có chờ ta hỡi dung nhan ngọc ngà.
lặng nghe bao tiếng lá rơi, tưởng như nghe tiếng chân